Sống ở Hà Nội đã từng phải đâm mấy con lâu, dù sang đàng dung thằng có tiệm cầm đầu. Mà giờ để người khác họ rằng giờ im mới làm sao? Cần làm sao? Để vợ lo vì nó cũng sợ bằng dao. Giao thông Hà Nội không luật lệ gì hết. Mày là luật, nó là luật cùng lắm là ôm nhau mà chết. Thằng giàu hay thằng nghèo cả cái đô chê. Hiếm hao hay không một ba đôi đâu mà tạp dề. Thanh niên không đổi máu mà ma túy trong người. Gặp cho mặt ngơ ngang môi vẫn nở nụ cười. Mà làm sao? Mà làm sao? Mà làm sao? Mà làm sao? Làm sao phép thứ sáu không mà Hà Nội tôi thứ bảy dân tổ thì nhau vào đúng sau khi nhảy quần áo bon sắc em nào cũng căng cũng mẩy ba bốn nâu rượu và bật thêm món quẩy. Sống ở Hà Nội mắt mày nên nhìn thẳng, măn mày mà hơi lang là răng mày treo lủng lẳng. Sống ở Hà Nội là tự phải đập mấy con lô, dũ sắc thì đặng dung thằng cục tiệm cầm đồ. Đừng bao giờ để người khác hỏi rằng ý mày làm sao, cẩn thận thấy vỡ hoa lông và bị nó xả bằng dao. Giao thông Hà Nội không luật lệ gì hết, mày là luật nó là luật cùng nhau ôm nhau là chết. Thằng là giàu hay thằng nghèo cả cái đôn chê. Hip hop hay không một ba đôn nhau mặc tạp dề. Thanh niên không đội mão mà mặc túi trong người. Gặp chốt mặt ngơ ngác môi vẫn nở nụ cười. Đi mà làm sao? 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 Đi mà làm sao?